mà không biết sửa thế nào đây, hay là một hồi đem lên tiệm đây. Kỹ sư đang nghiên cứu nha cả nhà. Kiểu này nghi quá, nghi kỹ sư quá. Trời, nó chuyện chơi hoài à. Mày một là vấn đề là cục đề này thôi, chứ gì đâu. Coi chạy không? Trời ơi, hay vậy ta? Trời ơi. Vừa hổm nè. Sao rồi, tôi sửa rồi mà bắt đó. Hả? À, lúc nào cũng bay ngon lắm phải không? Trời ơi, hay à. Thiệt chứ. Bởi vì à. Làm cái này thì mấy ông sửa bật máy ông khóc không? Trời ơi, vừa hổm nó đứng không, hôm nay sửa nó quay luôn, hay thiệt chứ. Chả có còn kêu á. Kêu này là do con nhớ. Vô nhớ thôi. Hay thiệt chứ. Rồi bây giờ không có đồ vô nhớ rồi nè. Mở cái này ra là không có dây này rút lại nè. Lấy kẽm cột lại. Thôi kẽm cột nó mũ cột nó trang. Mốt mở tiệm đi cha. Mở mở tiệm sửa điện cơ đi. Đó là không học cái gì đóng biết mà ngồi được. Nó hư trên cái cục này sửa được không? Cục này hả? Ừ? Cục này được chứ, thay nguyên cục này. Ủa thay hả? Mình mua dây gì mình quấn lại. Không được. Thằng thợ tín hiệu nó còn phải thay nguyên cục đó. Chỉ có thay cục này nè. Cục này là cục gì? Cục đề. Cục đề hả? Ờ, nó đề, nó đặt cho nó cái quạt nó bắt đầu quay. Đúng rồi. Không, vậy là mình ráp vô, chùi lao lại. Hay quá. Vậy là nãy nó bị hư gì cha? Đổ hư gì đâu. Hư gì hả? Vậy sao nó không quay? Sao không quay, tao bồ bồ nó quay. Cái này là bí quyết người ta đã ai chỉ. Đúng rồi, chỉ rồi người ta học hỏi. Chỉ học thì không làm, cho còn sống. Thở kỹ quá trời luôn. Vậy mới giao cho khách hàng được, chứ mới ăn tiền. Đâu, cứt nhẹ. Tại 11 người ta sắm thêm cái máy xịt nữa đó. Cái máy xịt hơi á. Thổi bộ được chứ. Có rồi chứ mà để tình hạ trên cơ sở đâu có như về quê mà đâu làm đâu lấy theo vậy chứ. Cái gì mà đủ nghệ trơn trời. Đầu bếp thì giờ cái thợ. Thì đầu bếp là bị Covid-19 rồi về quê ở nhà nghỉ luôn, nghỉ dài hạn. Chuyển qua sửa điện tử, điện lạnh đâu vậy. Điện cơ. Có điện lạnh đâu vậy đó. Điện lạnh sửa cũng được nữa hả? Được luôn, điện làm được á. Trời ơi. Nhưng mà bây giờ không biết ráp làm sao. Đâu có. Chơi rồi. Mình muốn ráp cho kỹ lưỡng cho khách hàng. Ê đâu được, bên đây nó vướng cộng điện rồi sao vô. Sao vướng được, cộng điện thì đem qua bên đây chứ. Đúng rồi. Nè. Sao vướng được. Đó đúng rồi đó. Mà thợ cái gì lâu lâu cũng quên nha cả nhà. Gì của người ta thiết kế mà gỡ dục vậy? Đổ bị tàn ngủ thì có gì đâu. Thế là xong. Ngày mở tiệm là chắc đắt khách lắm đó ta. Tính mở đây nè. Ừ mở đây đi. Ở thành thị giờ khó làm quá. Cạnh tranh dữ lắm. À, về quê đi. Đâu nhấn nút thôi coi. Nút đâu có chạy đâu. Ủa sao kỳ á? Gì mới sửa lại nhấn nút cũng chạy. Điện kiếm đâu mà chạy. Ờ hen chưa, có kim chui mà. Quên. Chùi lao sạch sẽ giao cho khách hàng. Có tha dầu mỡ gì cho bóng không? Ủa, ừ. Tha dầu dính tay thì sao? À, lấy miếng dầu ăn đi, tha lên cho nó bóng bóng đi. Thôi kiến nó bu à. Dầu ăn không rồi.
đó, cái máy thổi á đó. Đó, cái máy xịt hơi á. Còn cái chai không, nghiên cứu dữ ha. Đây. Rồi, bắt đầu xịt dầu vô nha, dầu vô cho cơn nó nhẹ. Thế thợ không? Thợ ta để vô thích để hết không? Hay quá. Bây giờ anh hết á. Chứ điện thoại quay không biết nó có văng ra không nữa. Để bạch cúc cũng nó nói vô tình tao đứng nghe chỗ trụ rào tao đang mở nước. Ba chồng có gì mà tốt gì có tay lai à, trời ơi là giật mình liền. Ủa anh đâu đó, tao đứng tao canh sáng giờ đó. Còn có ai khen không? Mà có người hỏi cái tao vô á, đứng canh sáng giờ làm mấy giật mình à? Quá giận quá mày đó, cũng hơi bị khó ha. Gì vậy, sao làm khó được kỹ sư à? Mở nó cũng hơi làm khó chứ đâu phải chuyện đơn giản, dễ ăn tiền đâu. Đâu phải ăn tiền ta là dễ đâu. Không ngay lỗ á, không ngay lỗ. Nhà này có ai mày ơi, để mày cũng hỏi chứ nó mệt lắm. Tìm mọi cách cũng phải được thôi chứ không được hầu giao. Có khi nào không được không? Không. Này nếu tao này nó bể mũ nó mòn thì gắn cái lông đợn ngoài này thay ngóc dài. Rồi bây giờ thử. Thử lần giao hàng. Chuẩn bị mình cười nè, bắt không lên mình cười. À, trời ơi, cái gì sao mình bị cười nữa nè. Rồi nó mát. Sao chuẩn bị cười. Giờ anh hết. Số 1. Rồi số 2 các bạn ơi. Rồi anh hết kiều rồi trời ơi. Hay vậy ta. Số 3 đây, số 3 nó chậm hơn lộ hoạt này nó vậy đó. Số 1 nó mạnh nhất. Chắc kia này chắc đổi quạt này quá. Im re ra thế nào? Đó không? Rồi, đây. Nút vô. Cái nút xe lên xuống vô. Tưởng đâu nãy giờ quên nút đó rồi chứ. Có, sửa rồi bỏ vỏ điện theo rồi sao trời. Đó, nút này để vừa giật lên làm cho nó đứng cái quạt lại. Nặng xuống. Đây. Hay thiệt chứ. Rồi này tính lấy giá nhiều. 15 ngàn. Gì rẻ hả? Rồi nấu ăn xong bà con nghèo, ở xóm nghèo mà. Có 15 ngàn em ơi, rồi. Trên. Chị chai sữa có 15 ngàn à. Ở xóm nghèo. Rồi, giờ tôi lấy cái cọ quét cái mặt lưới nè. Trời ơi. Quét thì nó sạch thôi. Ngồi vậy nó bay bụi vô mình. Để sao? Mình làm nghề mình phải chịu thôi. Không nhận. Là tắm chứ không lẽ là dơ vậy sao? Không nhận thợ này kỹ thiệt. Kỹ quá cả nhà ơi. Cả nhà mà có hư đồ đem tới nhà mình nha. Sửa tất cả luôn.
Thì nếu mà sửa không được thì cha mình sẽ mua cái mới cho các bạn nha. Một đổi một. Một đổi một. Vậy nên các bạn yên tâm nha, sửa là 100% là thành công không. Đó thì chưa có cái nào mà thất bại. Thật ra chưa có đổi, mua qua đồ mới về mà chưa có đổi cho khách hàng được cái nào, còn chạy nữa bà. Vô vô vô. Bác nứt trời. Nói chung là sữa rất là kỹ mà ăn rẻ nữa. Ví dụ như mình sữa không được mình mua quạt mới mình ăn giá nhiều. Bình thường ta lỡ lãnh rồi. À cái đó là thường thôi. Còn hả mình nói sửa được thì mình lãnh. Còn, còn sửa nói sửa được mà sửa không được là thường. Sửa không được mình mới thường. Còn mà mình mà thấy sửa được mình có nhận, mà hả nhận là phải sửa thì được. Mà sửa không được thường cái mới. Vậy đó. Mà thấy nào giờ cái nào cũng nhận chân mà đâu à, có cái nào trơn đâu có nào đâu thường đâu nó thì chưa thường cái nào á. Rồi xong bàn giao đây. Mát quá.